Mến chào tất cả các cô chú anh chị khán giả. Sáng hôm nay thì em tiếp tục qua thăm hai mẹ con của chị Thanh và bé Hương. Gần đây thì em cũng có qua thăm hai mẹ con, dọn dẹp nhà cửa cũng như là tổng vệ sinh căn nhà của chị Thanh và bé Hương. Hôm nay thì căn nhà đã gọn gàng hơn, ngăn nắp hơn và cũng như là sạch sẽ hơn rất là nhiều nhờ sự hỗ trợ của anh Út và anh Sáu, cũng như là nhờ chị Thi và anh Bảy và mua ghe chai. Thì những cái đồ dùng nào mà không cần thiết, rồi cái nào mà không sử dụng nữa thì mình cũng đã bỏ đi khoảng 80% trong căn nhà của bé Hương rồi. Thì hiện tại thì còn một số đồ dùng ở trong căn phòng của bé Hương đó thì chưa có chịu bỏ, nên là hôm nào mình có qua thì mình sẽ thuyết phục Hương bỏ từ từ. Nhiều khi một ngày mình bỏ ít như vậy đó thì từ từ cũng hết. Chứ bây giờ những cái đồ dùng mà không sử dụng được mà để lung tung trong nhà thì rất là dễ có gián, có chuột và kiến ở trong nhà ha. Thì hôm nay thì tiếp tục qua thì mình thấy là hai mẹ con vẫn còn uống nước xong. Rồi nước xong thì quý vị và các bạn cũng biết rồi, có rất là nhiều chất bẩn nè, rồi ô nhiễm nguồn nước nè, rồi cũng như là một số cô chú làm ruộng, làm vườn thì xả ra sông nè, rồi xịt thuốc, những cái thuốc trừ sâu rồi cũng xả ra sông, rồi đường ống cống nè, rồi chất thải sinh hoạt nè, rồi những cái con này con kia mà ở dưới sông nữa, rồi nhiều khi phân hủy ra thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái nguồn nước. Nên là nhiều khi là hai mẹ con uống cái nước xong mà không có lóng phèn nè, rồi không có đun sôi, không có để nguội rồi uống, thì uống trực tiếp như vậy, uống nguyên chất như vậy thì rất là dễ mắc nhiều căn bệnh về đường tiêu hóa và đường ruột. Gần đây thì bé Hương cũng có nói với mình là con bị ói nè, rồi con bị giống như là bị trào ngược dạ dày hay như thế nào đó mà bị ói hoài, rồi bị đau bụng nữa. Nên là nhiều khi là do uống nước xong và uống nước không có đun sôi để nguội, rồi uống nước có nhiều ô nhiễm, rồi có nhiều lăng quăng nên là Hương mấy trở nên như vậy ha. Thì gần đây thì mình cũng có nhận thêm được một số tiền của các nhà hảo tâm đó, thì cũng tổng kết lại thì mình thấy là một số tiền khoảng hơn 10 triệu ha. Nên là hôm nay thì mình cũng suy nghĩ rất là nhiều, thì không biết là mình nên mua cái gì mà cần thiết cho hai mẹ con của chị Thanh, rồi không biết là mình mua cái gì để mà tiết kiệm chi phí, mà trong đó là Hương là phải còn một cái số tiền để mà coi như là mỗi tháng là mua đồ ăn rồi mua thức uống mỗi ngày như vậy đó cả nhà. Nên là sau khoảng 2-3 ngày suy nghĩ thì mình đã quyết định đi mua một cái máy lọc nước nóng lạnh ha, có nóng và có lạnh luôn. Thì mình không uống lạnh thì mình bật nóng, hoặc là mình khi nào mà mình cần nước nóng thì mình bật lên khoảng 3-5 phút là nó sẽ nóng. Thì cái nước nóng này là chị Thanh có thể là mình tắm được nè, rồi mình pha sữa nè, pha trà nè, hoặc là mình để đó để nguội mình uống cũng được luôn. Nhưng mà rất là thuận lợi cái chuyện là hai mẹ con chỉ cần bật nước ra là mình uống liền ha, chứ bây giờ không có uống nước xong nữa rất là dễ bệnh. Tại vì á là hai mẹ con này ai cũng bệnh hết, nên nhiều khi á là khát nước để bắt đầu là bưng nước xong uống liền, mà để lâu ngày thì sẽ có lăng quăng và con kiến hay là những cái vi khuẩn ở trong nguồn nước, thì Hương và chị Thanh không có thấy được, uống là càng ngày càng bệnh thêm. Bệnh tâm thần chưa hết là bây giờ chuyển qua là bệnh đường tiêu hóa, bệnh đường ruột nữa, lúc đó là tốn rất là nhiều tiền luôn à. Và một điều nữa là hai mẹ con của chị Thanh á, lúc trước á thì mình cũng có nói là hai mẹ con á đổi cái thùng nước đi, những cái thùng nước 20 lít, 21 lít màu xanh xanh quý vị và các bạn thấy đó, thì đổi một thời gian khoảng chừng 1-2 tuần là bắt đầu là Hương bỏ, là không có sử dụng nữa vì nó rất là nặng, hai mẹ con rinh không nổi. Rồi nhiều khi á là khát nước rồi kêu người ta chở tới thì Hương không có kêu ai chở tới cả. Rồi khi mà kêu chở tới nhiều khi lúc đó khát nước rồi cũng phải uống nước xong. Đó, nhiều khi cần cái nguồn nước mà uống liền thì không có cái nước uống liền, nên là cũng suy nghĩ rất là nhiều, nên là mình cũng quyết định đi vào điện máy xanh để mà mua một cái máy lọc nước có nóng có lạnh này. Thì nếu mà không có bật nóng lạnh thì cũng tiết kiệm điện, và sử dụng cái nước GO này thì lọc qua 10 cái loại lọc, lúc đó là cái nguồn nước sẽ rất là sạch và mình uống trực tiếp được luôn ha. Thì cái máy này thì hiện tại thì mình cũng đang sử dụng trong cái căn nhà của mình, nhà mẹ mình, rồi cũng như là một số cô chú cậu mở ở nhà của mình á, bà ngoại của mình cũng xài cái máy này, tại vì nó rất là
thuận lợi nên mình không cần phải nấu. Trước nhà của chị Thanh lúc trước, quý vị và các bạn cũng thấy là chị Thanh hay nấu vỏ dừa để mà nấu nước và là phải bò ra ngoài nấu ha. Này Hương không có nấu đâu, Hương không có biết nấu, rồi nấu mà sợ cháy nhà, rồi có cái gì đó chị Thanh chạy đâu có kịp, chỉ bò đi thôi. Nhiều khi có lây lan cái đám cháy lây lan, rồi Hương không có dập lửa kịp, rồi chị Thanh chạy không kịp nữa, thì mình như vậy sẽ rất là nhiều cái rủi ro. Nhiều khi là lúc đó là mình hối hận là đã không kịp rồi, nên là mình quyết định mình làm liền cái điều này để mà giúp cho hai mẹ con có một cái máy lọc nước là không cần phải nấu và không cần phải uống nước sông nữa, để mà bảo đảm an toàn về sức khỏe cũng như là rất là thuận lợi, không cần phải bò đi nấu nước như vậy nữa ha. Rất là dễ cháy nổ ở trong nhà. Thì cái máy lọc nước này thì có tiền là 6.990.000 và được tặng một cái quạt đứng nữa ha. Thì chị Thanh bây giờ là không có quạt, là quạt lúc trước anh Triều tặng là bé Hương mang vô phòng rồi. Ở ngoài chị Thanh là không có quạt thì mình cũng tính mua cái quạt mới, nhưng mà hôm nay thì ở bên Điện Máy Xanh này là tặng cho một cái máy quạt nữa, là quá ok luôn. 6.000.000 bây giờ thì mình 90.000 về nhà của chị Thanh và lắp đặt sử dụng thôi. Bây giờ mua ở siêu thị xong rồi bắt đầu là mấy anh bắt đầu giao cho mình đây. Này là có mấy anh coi như là giao tận nơi và lắp ráp cho mình luôn đó. Cũng rất là nhanh chóng cả nhà, mình mới mua là mấy anh chở tới nhà luôn rồi. Wow. Ủa nãy em thấy có tặng cái quạt rồi mà. Đây. Là anh có đem quạt gì chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Đó lắp luôn rồi đó. Vậy là em đem dư. Dạ, vậy hồi anh đem về, chịu khó đem về giúp em. Dạ. Anh có đem một quạt đi vậy đúng không? Dạ có. Rồi là cái bạn kia đi. Bạn kia là tặng quà đem đi luôn rồi đó, lắp ráp gắn luôn, mới gắn đó. Dạ rồi. Dạ. Em thấy trong có lên có một cái quạt đó. Đúng rồi. À, chút xíu anh coi cái đường ống lại cái đường đi giúp em, chứ nhiều khi ở đây em không biết cái đường đi như thế nào luôn á. Chút xíu anh chỉ cái đường ống nè. Dạ, hiện tại thì em tính là giống như là đây có cái ổ điện nè, em tính đặt ở đây luôn đi. Để anh thử coi không biết nó cao bằng cái tivi không. Cái đường ống đường điện đó. Anh chỉ anh Út, anh chỉ giùm em. Rồi Hương ơi, chú tặng cho con. Để đây cho con nghe. Rồi ok, bây giờ con quét nhà quét cửa cho sạch sẽ đặng chú làm việc nha. Đó, đây là cái đường ống đi truyền vô nơi trong nhà, là cái đường ống ở đây nè anh. Dạ. Rồi con dắt xe sát qua đó nghe. Rồi con bây giờ con quét cái chỗ này đi, đặng cho chú mình ngã ra Hương ơi. Ngã ra con. Rồi đúng rồi, con dựa qua đó. Rồi đúng rồi. Rồi bây giờ con lấy cái chổi con quét cái bụi này ra nha. Cho chú làm việc cho nó nhanh lẹ. Đúng rồi. Bây giờ là trưa, là chị Thanh chị ngủ cả nhà, bé Hương cũng vậy. Mới thức. Rồi quét ra, Hương giỏi quá. Vậy là con đỏ ở đây là con không có được rút điện nha con. Cái này là mình để mình lập hoài luôn, không rút điện nha. Cái này không có tốn điện gì đâu. Chú cho tiền đóng tiền điện. Chú tặng đó. Chú qua chú thấy con không có nước uống là chú tặng cho con đó. Nha. Với mấy cô mấy chú là gom lại là tặng cho con đó. Đó, để bây giờ anh nghiên cứu cái đường ống. Chứ nhiều khi mình không biết, với lại là mua chi phí mua những cái đường ống phát sinh thêm, những cái co, những cái van như thế nào thì mình trả anh sao. Đó, khui hàng nha. Cái này là cái loại vặn nè, hồi sáng này cũng tham khảo cái loại bấm và cái loại vặn, nhưng mà cái loại vặn này nó cũng dễ hơn nè. Rồi chút xíu là chú hướng dẫn cho con xài nghe con, hướng dẫn cho con xài. Rồi như thứ nhất là con không có được rút điện ra nghe, rút điện ra là nó mau hư cái máy nha Hương. Biết rồi. Dạ, rồi. Biết rồi. Chút xíu chú hướng dẫn cho con xài nha. Cái này là bảo hành tới 3 năm ha, rất là lâu. Đó, cái này là cũng vừa với cái mít tường luôn. Cái này con ngắn cái ống nước đó làm sao? Cái chuyện vô đây rồi mới làm nước nóng hả? Đúng rồi.
Wow, gì cũng rành quá vậy ta. Coi ấy đâu mà show rành cái này quá vậy. Hương. Đúng rồi. Nước nóng này là con nấu mì được luôn nè, con không có cần nấu nước luôn, không cần bật bình ga luôn. Rồi. Này mua nhiêu vậy? Rồi hai mẹ con của con không có còn không có chụm cái muỗng dừa đồ phía trước đây nữa nghe. Nè, dọn ở chỗ đây là sạch sẽ rồi, dọn ra đây rồi. Không có đoạn nấu nướng gì đây sắp tới nữa nha. Đây là mình có mấy cái lỗi lọc nè. Ở phía trên này là có 10 cái phải không anh? Tổng tên là 7, ở dưới là 3. À 7. 3 lỗi lọc khô. À. Còn cái thùng này chắc chứa cũng được cả chục anh ha. Nó từ 8 tới 10. À. Này là uống rất là tốt cho sức khỏe nè, chứ bây giờ hai mẹ con toàn là uống nước sông. Nước sông mà không có nấu nữa. Đó, không có nấu chín, không có để nguội luôn. Rồi nhiều khi uống nước máy. Nước máy nhiều khi cái toàn là quá chất, mình phải nấu. Đó, này không nấu gì hết hai mẹ con. Còn là uống trực tiếp không? Trực tiếp không? Dạ, uống trực tiếp không? Bởi vì mấy nay bị bệnh cái đường ruột rồi đó anh. À, rồi giống như là mình uống mấy cái không vệ sinh là mình bệnh liền. Đó, bây giờ có cái máy nước nóng này là sẽ giải quyết cái tình trạng là nấu nước và uống nước nó sẽ vệ sinh hơn, sạch sẽ hơn và không có bệnh nè. Có nước nóng, nước lạnh rất là tiện luôn. Và hiện tại thì cái máy nước nóng lạnh này rất là nhiều cái gia đình tin dùng và sử dụng cái máy này. Vừa nè, nước lạnh nè. Lạnh nè, nước GO nè, là nước này nước GO là cái nước mà đã lọc rồi nè, là GO là nó tốt nhất rồi phải không anh? Dạ đúng rồi. À, uống cái GO nè. Rồi đây là nước nóng nè, màu đỏ. Đó, rồi bây giờ là anh đang đi đường dây và cũng như là đi cái đường ống. Sau khi khoan tường xong thì bây giờ anh đi cái mấy cái đường để mà cấp nước vô nè. Rồi cái đường nước vô với lại đường nước xả. Này có cái công tắc nè, khi mà mình muốn nước nóng thì mình bật, nước lạnh thì mình bật nè. À, 11 là hứng nước, ở đây là uống là rất là tiện luôn nè chị Thanh ha, chứ không có uống nước sông nữa nha. Hai mẹ con uống nước xong rồi 11 về bệnh cái đường ruột hết trơn luôn. Rồi cái bệnh về thần kinh chưa hết nữa là bắt đầu đi điều trị thêm cái bệnh đường ruột nữa. Rồi lúc đó là tối ngày chắc ở bệnh viện không quá. Phải không? Ừ. Do chị uống nước mà chị bị bệnh chứ không phải ai mà bẫy ai làm phép gì đâu nghe. Trời ơi, uống nước xong mà không bệnh sao được. Không tin anh hỏi anh này coi, uống nước xong bệnh không? Vậy mà hai mẹ con uống nước xong, mình đó giờ uống bao lâu rồi Hương? À, không để đây chút xíu rồi chú có bỏ rác gì vô không, rồi mình dàn dẹp một lần luôn, lượt luôn con. Này xài được mấy năm chú? Xài lâu lắm con, lâu lắm. Con mà xài kỹ ha, con lao quét, con dọn này kia, miếng mặt bề mặt này nè, con lao quét dọn kỹ là con xài là 20 năm luôn đó. À, chút xíu là chú gắp xong rồi, có nước này kia vô rồi chú hướng dẫn cho con nha. Cho con xài cho con 21 con bật nước rất là dễ. Có kiếm điện không? Có, nhưng mà cái này tiết kiệm điện lắm, không có tốn điện con, không có tốn điện nhiều nha. Nhưng mà chú tiền cho tiền. Phải thay cái ổ điện để kiếm vô mà chịu nó nặng điện nó nổ. Có. Cũng biết quá ha. Không, nhưng mà cái này cũng chắc cũng không sao. Điện không cần thay, nhưng thay dây lớn. Dây lớn thì cũng đỡ. Rồi lúc mà làm nhà là xài toàn là xài dây lớn. À, cũng lo, cũng sợ chứ bộ. Nhưng mà cái đây là con xài cái này được nè. Cái này con có còn buổi tối nó còn sáng không con? Sáng. Vậy là buổi tối con vẫn để ha, vẫn để đây đi. Đó. Mà cái này con phải ghim điện hoài nha, con không rút ra nha, con rút ra luôn là nước nó không có nóng nha con. Để hoài luôn. Thì mình có 2 giò hay là 3 giò anh? 2 giò nhưng mà nó ra 3 đường nước. Hôm nay là cái lạnh với cái GO là chung. Dạ, lạnh GO sẽ chung 1 giò. Nóng sẽ ghim nó. Nha, cái này nó thiết kế đẹp quá ha. Bẻ quay lại được hết.
cái máy của mình hồi lắp xong hết á là mình chưa có sử dụng được liền. Dạ. Tức là mình phải xả bỏ khoảng chừng 30 lít nước cái gì. Đúng rồi. Bé xả miệng nha. Đúng rồi. Hay em ở đây có gì em xả chưa? Xong bắt đầu bật hai công tắc này lên, công tắc này chưa bật xả xong hết thôi bật lên nha. Dạ em hiểu rồi. Bật lên nó là bật để luôn á. Dạ. Mình xả cho nó mấy cái lỗi lọc nó lọc chạy nước, xả chừng 30 lít nước, 40 lít nước rồi bắt đầu mới sử dụng. À đây đây coi cái nước chị cô bé Hương sáng nè, múc nè, múc nước rồi nè, múc nước là đem đi uống nè. Đó, nước này mà không bệnh cũng thành bệnh nha. Nè. Đây là cái nước mà múc dưới sông lên nè, là nó đen thui như vậy. Tại vì á, là ở dưới là phù sa, rồi bùn đất thì nước là mình phải lóng phèn, là mình xử lý lại là nước nó mới trong được. Còn cái này á là xách lên như vậy nè. Đó, rồi bắt đầu là nó đóng bờn ở đây đen thui hết rồi. Thì 1-2 ngày sau là ở đây là có lăng quăng, rồi uống lăng quăng luôn, rồi ăn uống không có vệ sinh. Như vậy nè, nước này uống á là rất là dễ bị nhiễm cái đường ruột, bệnh cái đường ruột. Đó, bởi vậy mình phải mua gấp cái máy lọc nước cho Hương liền để cho chị Thanh để mà ăn uống và vệ sinh sạch sẽ hơn. Đó. Này là mình nghĩ sẽ rất là cần và gia đình mình nghĩ chắc cũng sẽ rất là cần. Hả? Cái này có 69.000. 690.000. Mấy triệu luôn hả? Chứ còn phải cố gắng con xài kỹ nha, xài kỹ, dặn xài bền nha. Dặn này. Đúng rồi. Nè con xả con dặn gì nè. Rồi con lấy cái ly cái mấy cái ca lúc trước cứ mua đó, con hứng ra ha. Mỗi lần hứng con hứng ca vậy đó. Xài nó thì rút điện nha. Không, không phải để luôn. Con rút điện là nó bật lại là tốn điện còn nhiều hơn. Để luôn. Nhưng mà cái ổ điện này phải thay ổ điện mới. Không cần, không cần thay. Rồi. Không cần thay, chú nói là không cần thay. Nặng điện quá nó nổ. Không có, không có. Nổ qua trên đây luôn á. Đâu có đâu. Không có. Chú nói không có nổ. Tại vì chú đi gáp nhiều nơi rồi chú biết nên là con đừng có sợ cái vụ đó nha. Rồi chút xíu là gáp xong rồi chú chỉ cho xài. À, cái máy này nó cũng không cao quá mà cái bề ngang nó cũng khoảng chừng hơn gang tay tí thôi cả nhà, khoảng 20 cm bề ngang, khoảng 30 cm quá gọn luôn. Rồi bây giờ là mình nhờ nút đi chợ để mà mua ống nước nhà, mua những cái co, những cái van, bắt đầu về mình sẽ đấu cái đường nước nước sạch vào, rồi đi vào cái máy này rồi mới lọc được. Nhờ nút anh đi chợ anh mua đường ống về nè. À, mua co, mua đường ống. Này, chữ T. Này chắc mình phải đào lên ha. Đào lên rồi mình âm xuống lại hả? Đào lên. Rồi mình đi cặp không ha. Dạ. Hai ống nè. Bắt đầu là cái đường nước chính là đi từ ở bên đây nè, từ bên đây là đi qua đó, nên là mình phải đi nối từ đây đó, bắt đầu là bắt cái chữ T vô đây, nối lên thẳng lên đây. Ở gì cái này đi gian nan luôn, không biết suy nghĩ nhức đầu nhức óc mà không biết đi đường nào. Nãy giờ em với Nút cũng suy nghĩ không biết làm sao. Bây giờ có thợ thầy vô ha Nút. Khóa nút rồi em. Có nước cửa không mua rồi mày cắt ra đâu. Anh Sáu có nước cửa không? Hình như anh Nút có mà. Không, có rồi này. Khóa nút rồi em được. Wow. Wow, khá nước em coi. Sâu dữ. Vậy là em tính đâu đi cái đường là từ ở dưới sông đi lên chứ ai ngờ đi bên giường này đi qua ha. Dạ. Mà nước công nhà nước ở đây mạnh thật. Mạnh như mua tưa vậy á. Nước mới rồi. Dạ. Ủa sao đây có cái quan. Mai mốt là có nước lọc uống rồi, đã quá trời ơi. Có nước lạnh, nước nóng uống luôn. Ăn trộm nước quá đồ. Đó hả? Cái này đang trộm đâu có lấy đâu. Bạn đâu lấy được.
cái này là chú âm cột lại cứng ngắc rồi, chú không có lấy, trộm nó không có lấy được nha. Với lại tối con khóa cửa phá nẻo lại ta ginh không được đâu. Nước bấm vô con ơi. Ừ vậy hả, cho con làm gì? Cắt. Vậy hả, con sợ mất á hả? Rồi để hồi chú đưa cho nghe. Đó bây giờ là anh bắt đầu là đang đi cái đường ống từ cái phần nguồn nước. Nguồn nước là bắt đầu là đấu vô máy nè. Mở nước đi ông ơi. Rồi dư nè, cắt đi, rồi vô cắt đi. Cắt đi để ngoài mất rồi. Cái gì cũng sợ mất hết, cái chai nước hay là cái bọc hay là cái gì cũng đem vô nhà cất hết, bởi vì ở trong nhà là bề bộn đủ thứ chuyện trong nhà. Là cái đường nước cái bắt đầu đi thẳng vô đây. Các anh thi công rất là chuyên nghiệp, vì mỗi ngày là các anh thi công lắp đặt máy lạnh, máy nước nóng, rồi tất cả các thiết bị điện, nước rất là nhiều nơi, các anh làm việc rất là chuyên nghiệp. Đó, bây giờ là từ cái đường nước chính đây nè, là đã có nước rồi nè. Không, mở luôn được hết. Rồi, nó nút gì vậy? Mình xả bỏ cái chất keo ra, keo ra. Dạ. Này ông trắng là ông cấp nước nè phải không anh? Cấp nước có hai ống vàng, hai ống hải. Ống hải á. Một ống là hải nước nước dơ, một ống là hải thông hơi. Dạ. Thông hơi là khi nào mà anh uống cái nước dồi nó sẽ ra nước ha. Dạ. Này chút xíu anh Sáu anh kiếm cái gì đang che cái này lại anh Sáu. Cái gì đó mình che cục đá hay là cái gì đó mình che lại, đằng nhiều khi có cái gì đó nó trúng vô một cái là bị gãy cái ống. Rồi đã có nước trong máy. Rồi bây giờ con lấy cái thao đi Hương, lấy cái thao bự bự đi con, lấy cái thao không? Hay là cái ca cũng được, mà cái thao bự đi càng tốt. Cái ca mẹ nè. Đó. Rồi con đổ nước đó đi. Đó, nước là bắt đầu chạy vô đây rồi nè. À, nó lọc. Này hai nè, qua đây. Bắt đầu xuống đây tìm ba cái nữa nè. Cái công tắc này là công tắc gì anh? Công tắc qua nó khóc anh, dùng khi trường hợp mà nước mình nó yếu á. À. Nó không còn xài. Nước này mạnh dữ lắm luôn. Dạ, nó không còn xài cái quanh á. Cái nước bồn nữa. À, cái giờ bây giờ là chưa uống được Hương, chưa uống được. Là phải chiều mới uống được nha. Rồi chút xíu là chú hướng dẫn sử dụng sao. À, đã không, con đừng có đóng lại, tại chú đang theo dõi mà. Quá tiện luôn ạ. À. Ai mừng quá chị Thanh ơi, mừng quá, cuối cùng là cũng đi đường ống này kia xong rồi ha. Mấy mốt gót nước là gót đầy 1 ca, kêu Hương gước để qua đây uống. Rồi chừng nào cái hết thì uống nữa, không cần nước xong nữa nha. Khoảng chừng 1 tiếng 45 phút sau qua để xả giòn màu xanh. Dạ. Cũng từ 8 tới 10 lít xong mình ngưng ha. Cái lần thứ 3 này cũng vậy luôn, xong mình xả cái giòn đỏ. Ok. Vậy luôn. Khi mà anh xả giòn đỏ tức là uống được rồi đấy. Thì nước có thể sử dụng được ha. Bắt đầu phải có hai công tắc nè. Có hai công tắc này anh bật lên, bật hai công tắc lên để xài luôn nha. Đó là công tắc kích hoạt chống lạnh á. Rồi ok. Bật lên là để luôn chứ không tắt mở nữa ha. Điện cũng để hoài luôn. Tại vì máy chạy đủ là ngưng. Đúng rồi. Máy chạy đủ là ngưng chị Thanh. Không nói không cho Hương rút ra. Rút ra là nó khởi động lại tốn điện còn hơn. Đó. Rồi vậy là xong phải không anh? Rồi. Đợi xíu mình test nước nha. Nè nghe chú dặn này Hương. Nghe. Nghe này nước chảy ra. Nhà đây đúng rồi, xét ở đây có hai công tắc nè. Cái này khóa lại. Khóa lại. Cái này mở ra, cái này dặn lại. Dạ không. Cái nào cũng mở hết rồi. Cái nào nè, con này con quay qua quay lại. Dặn qua dặn lại. Cái màu xanh nè, hay cái màu xanh là nước lạnh. Ha,
cái màu trắng là nước không nóng không lạnh, nước lọc, nước lọc, nước nóng, màu đỏ là nước nóng, nước nóng hả? Ừ, nước nóng mới viền á. Còn cái màu xanh là nước lạnh nha, nước lạnh như tủ lạnh, nước tủ lạnh như đó. Màu trắng là nước không nóng không lạnh, còn cái màu đỏ là nước nóng. Ừ. Rồi chưa, bây giờ chưa có mở được nghe con. Nhưng mà chú dặn nè, cái chu điện này là con không được rút ra. Không rút ra rút vô nghe. Rút ra rút vô là tốn điện còn nhiều hơn nha. Giờ mở ra thử coi nước chưa, chảy chưa, không? Chưa nước kìa. Chưa, nước nó đang chảy vô con, nó đang chảy vô đây. Trời ơi con đóng mạnh dữ vậy, hư rồi sao? Nhẹ nhẹ thôi. Không được rút điện nha. Bây giờ thì cái máy đã có nước rồi nè. Đây là những cái lần mình lọc để mình bỏ những cái nước đầu tiên. Mình lọc phải bỏ 3-4 lần thì mình bắt đầu là mới sử dụng được. Nước ở đây cũng rất là mạnh nha. Có nước sạch uống rồi cả nhà ơi, có nước lọc uống rồi. Rất là mừng gia đình của chị Thanh. À, từ nay là không có còn cái tình trạng mà nấu nước nữa nha, không có còn bò ra mà chụm củi, chụm lá dừa gì nữa nha. Đó, rồi sao mừng không? Mừng. À, 11 là coi như là có nước nóng xài luôn rồi ha. Rồi bây giờ chị có muốn nói cảm ơn các nhà hảo tâm không? Cảm ơn các nhà hảo tâm. À, em cũng cảm ơn các cô, các chú anh chị đã chung tay giúp đỡ cho gia đình của chị Thanh. Hôm nay thì cũng mua bếp ga rồi cũng như là mua thêm cái máy nước nóng lạnh này để mà cho chị Thanh chị thuận lợi hơn, vệ sinh hơn trong cái việc mà uống rồi sinh hoạt trong gia đình của mình. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn ạ. Bóc ga là kêu Hương xả một ca nước thì uống ha. Rồi thôi bây giờ chị nghỉ ngơi đi nghe, em về nghe. À, rồi uống nước lạnh, uống nước nóng hay uống nước lạnh gì đó thì mình bật cái van hai cái van hai bên đó ha. Một bên bên đây là bên lạnh, bên kia là bên nóng nha. Rồi, bye bye. Chị Thanh, chúc chị Thanh coi như là sớm hết bệnh nha. Bye bye. Ơi, nãy giờ cũng nhìn cái máy nước nóng hoài, sợ không biết đường xài. Rồi thôi chị nghỉ ngơi em về nghe chị Thanh. Bye bye chị. Hương biết xài chưa Hương? Rồi biết rồi. Hướng dẫn rồi. Chút xíu là em chỉ thêm cái nữa rồi mới về ha. Rồi bye bye chị. Rồi bây giờ Hương làm thử coi. Bây giờ có nước lọc rồi ha. Bây giờ mở cái giò nè. Mỗi lần ấy con muốn lấy nước lọc á thì con một là thứ nhất là cái giò ở đây là màu trắng và màu xanh ha, là con hứng cái giò này ha. Rồi bây giờ con thử mở cái giò màu trắng đi. Con dặn cái giò màu trắng bên đây rồi con hứng ở đây nè. Đúng rồi, lấy tay con dặn. Đó, đúng rồi, đó. Là cái đó là con có nước lọc con uống rồi ha. Bây giờ con sẽ hứng đầy cái ca này. Rồi con sẽ rót ra cái ca nhỏ mỗi lần con uống nha Hương. Biết không? Nước nóng mà. Nước này nước lạnh. Nước lạnh. Còn nước nóng là cái màu đỏ này ha. Là mình dặn bên này ha. Còn này là nước lọc. Bây giờ con uống thử miếng đi. Uống thử miếng đi. Đó, nước này là lọc sạch rồi ha. Không uống nước sông nữa nha. Ngọt không? Trời ơi, quá trời im rồi ha chị Thanh. Mai mốt là có cái máy này rồi là hai mẹ con là mình không có cần nấu nước. Rồi mình uống cũng vệ sinh sạch sẽ hơn ha chị Thanh. Rồi, cũng chúc mừng cho chị Thanh nha. Cảm ơn tất cả các cô, chú, anh chị, các nhà hảo tâm rất là nhiều đã chung tay với em để mà em có thêm một cái số tiền để mà em mua thêm một cái máy này cho hai mẹ con. Thực sự mà nói thì thấy hai mẹ con mà mình ăn uống nước xong rồi, nước mà không có nấu nè, lăn quăng không á, rất là tội nghiệp luôn, rất là dễ ảnh hưởng tới cái đường tiêu hóa và cái đường ruột. Rồi cái bệnh thần kinh chưa hết là nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng tới cái đường ruột nữa, rất là nguy hiểm luôn ạ. Nên là hôm nay thì cũng hoàn thành cái quá trình lắp đặt và hướng dẫn cho bé Hương rồi, cũng rất là mừng luôn cả nhà. Rồi thì bây giờ em cũng tranh thủ em về, tại bây giờ trời cũng còn mưa á chị Thanh, đường cũng xa, nên là bây giờ hai mẹ con cũng tranh thủ ăn cơm ăn nước rồi cũng tắm rửa đi ha. Rồi chúc chị Thanh thật nhiều sức khỏe và mau hết bệnh nha. Rồi cảm ơn các nhà hảo tâm rất là nhiều. Bye bye. Rồi chúc các nhà hảo tâm mọi người sau nè. Chúc các người nhà hảo tâm và mọi người thành tài. À, phát tài nữa ha. Rồi chúc chị Thanh mau hết bệnh nha. Bye bye. Rồi. Bây giờ thì cũng đã hoàn thành quá trình lắp đặt và hướng dẫn cho bé Hương sử dụng rồi cả nhà. Thì bây giờ là hai mẹ con đã có nước sạch uống rồi, đã có nước GO và nước nóng, nước lạnh để mà sử dụng rồi. Rất là vui mừng luôn ạ. Vì hai mẹ con không còn phải nấu nước nữa nè, không còn phải uống nước sông nữa. Rất là dễ bệnh về đường tiêu hóa và đường ruột. Qua đây thì em cũng cảm ơn tất cả các cô, chú, anh chị rất là nhiều đã gửi tiền về để giúp đỡ hai mẹ con của chị Thanh. Có một số tiền để mà mua bếp ga, mua máy lọc nước cũng như là mua thêm những đồ dùng cần thiết trong gia đình của hai mẹ con của
chị Thanh. Tới đây thì một số anh chị khán giả chắc cũng sẽ là có ý kiến về nói là cái này là tốn điện nè, rồi mua làm chi mà hai mẹ con chắc là không có sử dụng đâu. Tại vì mình cũng có hướng dẫn rồi, tại vì những cái máy mà mới như vậy thì nhiều khi là không có biết đường sử dụng, rồi không có biết cái cách mà mở nước như thế nào. Thì một ngày thì không biết sử dụng thì mình hướng dẫn là ngày thứ hai, ngày thứ ba thì từ từ bé Hương cũng biết đường sử dụng và mình uống nước, cái nguồn nước sạch và nước lọc như vậy thì sẽ tốt cho cơ thể hơn cả nhà. Còn tiền điện thì mỗi tháng thì em sẽ cố gắng em tiết kiệm và qua để mà cho hai mẹ con chị Thanh đóng tiền điện, tiền nước để mà cho hai mẹ con chị Thanh không có phải áp lực về tiền điện và không phải rút điện, rút ga, rút vào để mà cái máy lọc nước này nó dễ bị hư. Nếu mà còn rút điện thì mình sẽ cố gắng mình kêu anh thợ điện vào để mà đấu cái nguồn điện trực tiếp vào cái đường cái cầu giao điện luôn, để mà cho chị Thanh và bé Hương là không có cái chui điện để mà rút ga, rút ga rút vô. Nhiều khi những cái thiết bị điện cũng dễ hư thì mình cũng dặn dò Hương rất là kỹ rồi. Cả nhà, cái tiền điện thì mỗi tháng mình sẽ có tiết kiệm để mà cho hai mẹ con đóng tiền điện ha, nên là cả nhà mình cũng yên tâm ha. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị khán giả rất là nhiều đã theo dõi video của em hôm nay. Chúc tất cả các cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe và đón xem những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.